À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langoba. Ở tập trước ấy thì mình cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ đó là kiểm soát được cái vùng Pannonia này để kiểm soát theo cái nhiệm vụ của game. Đây, vùng này, Pannonia này. Hiện tại chúng ta cần phải kiểm soát thêm những vùng này nữa thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng mà tình hình là bây giờ mình cũng không biết làm nào mà kiểm soát được cái chứ. Bây giờ nếu mình kiểm soát được thêm cái tỉnh này thì ổn nhỉ. Mấy cái vùng này bây giờ nó bị cướp bóc như này rồi thì để mình xem nào. Thằng đệ này yêu cầu nó chiếm cái vùng này đấy. Mình muốn thằng đệ của mình nó kiểm soát rộng ra một chút xíu để làm cái khu vực của nó ấy, mình muốn nó trở thành một cái vùng đệm an toàn. Còn đây thằng sắt sông nó cử quân lên thì chắc là mình sẽ phải cho quân đoàn mình ra đây để chuẩn bị chống đỡ. Nhưng có điều là bây giờ xem nào, mình đang nghiên cứu lính giáp vảy Long Ba để lên thành lính giáp vảy, từ lính gậy chiến lên lính giáp vảy thì quân cái đội lính này của mình này nó còn trâu hơn nữa. Bây giờ thì đang giai đoạn hòa bình, có lẽ mình sẽ cố gắng ổn định lãnh thổ thôi. Giai đoạn cơ bản thì bây giờ mình cũng không phát triển quân được, có thể sau này mình sẽ phát triển thêm quân đoàn ở đây nữa, là quân đoàn này có thể thôi chứ không phải lúc này, mình nghĩ là vậy. Hai con đoàn này rút về đây đã. Có cái thành to này thì hầu như là ít có khả năng bị tấn công, bởi vì là khả năng phòng thủ nó khá tốt. Đấy. Thôi chắc không có việc gì thì mình sẽ xem tướng lĩnh nào. Có nào bổ nhiệm được cái gì thì bổ thôi. Ai bổ nhiệm cho nó chức vụ phát. Con này trung thành thấp đấy nhở? Chỉ số cũng khá ngon, hay là cho hoàng hậu đi thuyết phục nó tí. Thôi qua lượt đã, xem tình hình tiếp theo như nào. Ngoại giao thì cả hai tướng của chúng ta đều lấy các cô vợ hung nô rồi. Tướng này cũng lấy cô vợ hung nô. Thẩm quyền, đoàn kết. Thôi được rồi, cứ để đấy xem tình hình như nào đã. Mình cũng không muốn gây sự sớm. Gây sự sớm quá là cũng dở hơi lắm. Khả năng cao mình sẽ cho cái quân đoàn của mình nó ra cái khu vực này để dụ với bọn sắc sông nó tấn công. Như vậy thì mình mới có thể hủy diệt được chúng nó. Chắc chắn hung nô nó sẽ kéo xuống dưới này và nó tàn phá đất của thằng Anaban. Mình đang cần điều đó, nhưng mà bây giờ là giai đoạn mình đang cần phải ổn định. Mình chưa muốn phát triển quân đội nó cũng như đánh nhau bây giờ. What the hell? Thằng khỉ này sao lại lên chiến mình? Thằng Mark Caraman này nó lại chiến tranh với mình chứ. Hỏng ăn rồi. Chiến tranh với anh à, khoản hối lộ lớn này. Cộng 2 trung thành thôi được. Ủng hộ chính phủ. Bây giờ cái thằng khỉ này nó sao nó lại theo phe của thằng kia nhỉ? Để hiệp ước hòa bình xem nào. Không chịu à? Ôi mày à. Ôi giời, muốn hòa bình mà cũng không xong à? Mày láo. Ai ôi, nó có quân đấy. Từ huyền thoại thì không phải xoắn. Nó khá nhiều quẩy đá và kỵ binh nhỉ. Quẩy đá. Để ra xem mày quẩy được đến đâu nhé.
Có thể mình sẽ kiểm soát luôn cái vùng này đi, bởi vì vùng này nó nằm khá sâu trong lãnh thổ. Tiến ra biển cũng được, mình cũng muốn tiến ra biển Địa Trung Hải một phát xem nào. Mình cũng không muốn chiếm cái vùng này mà nó lại ra đánh mình, thằng này láo thật. Có điều là hơi khó đánh trận này đấy, nó hơi nhiều quẩy đá. Sương mù thì vẫn còn hơn mưa, bởi vì mưa thì mình không thể phá tháp canh của nó được, khó phá lắm. Không phải là không phá được mà quá khó để phá. Thành của nó cháy hết rồi. Tháp canh không còn, bị sập này. Tấn công từ hướng nào mà không có tháp canh này càng tốt. Thành của nó chưa phục hồi hoàn toàn. Có lẽ mình sẽ phải sử dụng cái đội hình nó hơi khác khác một chút xíu thì mới ra mới có thể chống đỡ được. Nó khá nhiều kỵ binh. Đôi khi chúng ta phải tạo cho mình vài cái khe hở để cho đối phương nó tấn công. Kỵ binh của mình tuy không mạnh lắm nhưng mà cũng không phải là loại vừa rồi. Nó dựng Testudo luôn này. Mọi có Testudo. Lạ gì? Đúng rồi. Chết cơ số luôn. Nhà cửa của nó cũng đang bị cháy tàn tạ mà nó chưa sửa được. Bắn vào tường nó này. Cái thằng dợ này. Dám đứng về phe kìa, chống anh à? Nó không lên à? Không lên thì mình phải sử dụng chiến thuật khác rồi. Các bạn đã từng xem cái chiến thuật này của mình rồi đúng không? Tuyến từng bước một.
mình sẽ cố gắng đánh nát cái đội quân này của nó. Cố gắng bắn nát thằng tướng nó kia. Quý tộc Germanic chết tướng là quân của nó sĩ khí nó giảm thì không thể. Chỗ này mà có xe bắn đá đời cuối thì tốt nhỉ. Ném mấy viên đạn nổ vào đây thì chết cơ số luôn. Tại sao nó chưa dám tấn công mình nhỉ? Gì đấy? Xông ra ngoài để chiến đấu với anh à? Ôi. Ôi. Xe bắn đá giờ hơi cắm lợn kìa. Chết cả quân mình. Tiến vào. Tiến lên. Không để cho chúng nó chạy. Bọn này phải vào đây mới được. Áp sát cho nó lại để cho lính tầm xa của nó hết tác dụng luôn. Xe bắn đá của mình hại quân mình quá. Áp sát cho nó lại. Lomba Soman lên rồi thì chúng mình sẽ chết. Tiếp tục tiến vào.
đứng kiểu như thế này thì lính tầm xa chúng nó vô dụng luôn. 53 cái thằng này dám liều với anh ạ. Dám liều với anh ạ. Tiến lên. Đứng đây thôi, kiểu bọn ném lao nên nó quẩy được. Tiến vào hẳn vào đây này. Tiến lên. Để cho đội hình này nó thiết lập cái đội hình nữa. Đấy, cận chiến này là lính quẩy đá nó vô dụng luôn. Tướng của nó sắp chết rồi. Ôi, bọn này chém. Nó vẫn còn trâu lắm, chưa thấy chết mấy đâu. Nó chỉ cần chống được tên thôi. Ai chà. Rồi. Đồ chết, nó mất tinh thần nhanh thế nhở? Ok kìa, mấy thằng này quay lại đây. Mình điều khiển nhầm. Tướng của nó chết phát, chúng nó mất hết tinh thần rồi. Rồi, chúng ta không cần phải đánh nhiều. Cứ làm mất hết tinh thần chúng nó là xong. Nó nát hết rồi, nó nát hết rồi. Tiến vào. Ôi, nó bỏ chạy hết rồi. Dìu kìa, đánh dìu kìa. Đánh dìu á, đánh dìu mà ăn được con lính này của anh á. Long Bass Stopman đâu rồi, tiến nhanh lên. Không để cho chúng nó kịp tiếp cận. Cứ tiến lên. Làm hàng rào cho bọn Long Bass Stopman nó đánh đủ. Xong rồi. Mà chỗ này cho anh. Tội láo. Đưa kỵ binh của mình đâu rồi. Thì nó mất hết tinh thần rồi. Đuổi. Hết rồi. Chủ yếu là dọa cho nó sợ thôi mà. Trận công thành thì chúng ta không cần phải truy sát thì chúng nó đương nhiên sẽ chết. Mày thích láo này. Giải phóng à? Ờ, nghe cũng có vẻ hay nhỉ. Giải phóng thì mình sẽ có một đồng minh đúng không? Đây rồi, xả quyệt cộng 6 rồi. Welcome, I suppose. Bắt nó làm chư hầu luôn cho được. Lại khôi phục lại thằng này.
ready for orders. Khổ thân nó quá. Bị mình đánh đập cho té tua này. Greetings in the name of the state and so forth. Now. Thôi được, nó sẽ là cái vùng đệm cho mình ở đây. Đồng thời mình có chỗ để tuyển lính Dương La Mã. Thằng kia nó láo, dám đánh nhau mình. Rồi. Ready for orders. Warriors all. Lính La Mã. Thirsty for battle. Nhưng mà nó còn lãnh thổ trên này. Nó mà đánh vào đây thì mình cũng căng nhỉ. Ăn được không nhỉ? Trận này hơi khó thủ. Không kịp mua quân rồi. Cho quân Grab vào đây đấy. Dám chiến tranh với anh. Thằng ở xa thì chưa biết, chứ mày ngay giáp anh mà mày dám đánh anh thì mày... mày... ai à, vua của nó đây à. Kệ nó chứ, bây giờ mình tranh thủ mình sẽ nâng cấp nhà cửa. Nâng cấp có thêm tiền. Vệ sinh khá tốt mà. For the tribe. Ra đây mua mấy thằng à. À đâu? Thằng đệ của mình nó kiểm soát được hai cái làng này rồi đấy. Và làng này cũng sắp có nổi loạn đến nơi rồi. Tôi đã vùng đệ. Rồi nếu mà nó kiểm soát được lốt cái tỉnh này thì mình sẽ có một cái vùng đệm khá là ngon. Đôi khi chúng ta cần có vùng đệm. Hung nô nó đang cướp bóc tàn phá khu vực phía dưới này. Hay quá nhỉ. Xem thằng này nó ghét những ai nhỉ. Ghét nhất thằng này. Chúng ta xếp hạng 3 à. Mình cần cái chỗ để quy tuyển mấy thằng La Mã. Tỷ lệ nghiên cứu này. Trị an dân chúng này. Rồi. Tướng 6 sao này. Sau này tướng này có thể mình sẽ tuyển làm thêm một quân đoàn nữa bằng cái tướng này. Nhưng mà bây giờ thì khoan lượt đã. Xem tình hình cái thằng này thế nào. Chịu hòa bình với anh không? Ồ, mấy anh sắc sông anh đến tận nhà mình kìa. Vãi thế. Mình sắc sông mình vào tận nhà mình. Cái gì? Đuổi đánh anh à? À. À. Được. Ôi nhưng mà nó làm lính dìu thế. Trận này căng đấy, nó nhiều dìu lắm. Mình không có lính dìu. Hạ được cái đội quân lính dìu của nó trước kìa. Không dám đánh nhau với quân đoàn chủ lực của mình. Nó chạy vòng xuống dưới để... Nhưng mà sau trận này mà thằng sắc sông nó vào nó đánh tiếp là mình toi đấy nhở. Tiến quân từ hướng này vào à?
Nếu mình chặn ở đây thì nó sẽ không thể đi qua đây. Qua đây nó sẽ rất mất thời gian. Và được, để thử xem đã. Trong bất kể tình huống nào thì chúng ta cũng sẽ tìm cách khắc chế. Nhưng chắc chắn là cái hướng nào tấn công chủ lực của nó mình sẽ phải có lính dìu để phải có lính dìu thì mới chống được. Chắc chắn nó sẽ tấn công vào đây là chủ lực rồi. Cho mấy con dìu từ từ đã. Lúc nào nó áp sát thì mình cho vào. Tất cả bọn này sẽ chuyển sang bắn tên xuyên giáp thôi. Chúng ta có 3 đội kỵ binh. Chưa biết kỵ binh của mình sẽ dùng như thế nào nhưng mà chắc là phải cho ra đây. Nó sẽ tiến vào theo lối này à? Thôi được. Vào đây con. Đáng chiến tranh ngay. This is the last stand, men. Our capital is at stake today. By dawn, will we still own these streets, our homes, or will we all be in the arms of the gods? Chiến với mình. Tiến vào cổng này à? Như vậy nó chọn phá tường thành à? Đây nữa chứ nhỉ? Rồi, nó không tấn công ở phía bên kia. Nếu tình hình tốt, mình có thể cho đội dìu ra đây rồi. Quân địch đang tiếp cận, ok. Hai cổng này đều đang vào, rồi ok. Cùng của mình bắt đầu tấn công đi. Bọn dìu này nó chịu tên khá kém. Nói chung thì lính dìu được khá tên khá kém. The tower has been totally destroyed. Rồi, nó đứng đây mà nó phá được cái chỗ này thì nó cũng chết cơ số luôn. 3 đội dìu của nó sang bên này kìa. Có đến 3 đội dìu ở đây kìa. Yên tâm, Testudo kết hợp với pha lăng rồi. Không sợ tên của chúng nó đâu, chúng ta có Testudo rồi. Đây có cặp đội hình sư vua rồi. Sư vua của bọn là như vậy là chúng ta sẽ còn ra đây. Có thể mình sẽ móc lốp mấy thằng quẩy đá này của nó. Rồi nó phá được. Duy nhất thằng này là cái vòng này là không bắn thôi. Nó sẽ là quân dự bị. Đây rồi. Lùa hết bọn tầm xa rồi. Gì rồi, tiến lên đây. Ok,
Làm thế nào thì làm phải đứng trong đội hình của pha lăng, bởi vì chúng nó đang có rìu kìa. Hôm nay của nó xong, không thể tiến vào được. Nó cứ lượn lờ ở ngoài này thì cung thủ mình lãi cho chết luôn. Quân địch đã lên tường á? Chỗ nào? Cố gắng lên độ rêu. Sao quẩy mãi chúng nó không chết thế này? Xong. Quân nó lên tường bằng niềm tin à? Đám tầm xa của nó đã. Mình có việc để làm. Rồi, cung thủ mình. Nó xuống một phát ăn tên xuyên giáp ngay. Quay nó lại. Chịu đựng được đấy nhỉ. Tốt. Mày bọn cung của mình trên tường bắn tốt thế nhỉ. Ném lao chết bầm cho nó đi. Chạy ra đây. Nó đuổi chạy ra. Chắc nó đuổi luôn. Chạy ra phát thì cung nó quá dã cho mày chết luôn. Biết cái cung nó bắn cho mày thấm đòn luôn đấy con. Nó chạy ra phát là bị cung bắn ngay. Nó chạy ra là bị ăn cung, bị cung tên bắn ngay. Dụ thì nó chứ lo tên luôn. Con này chưa bắn được tí nào. Bắn sắp hết tên rồi. Một số thanh niên sắp hết tên rồi. Tinh thần hết rồi. Bọn này đứng xa nó bắn tên tốt nhỉ.
Bắn tết cầu vồng à? Bắn cầu vồng thì đam nó hơi yếu. Rồi tên trên tường nó bắn xuống rồi, đúng đòn sốc cho nó phát á. The enemy are losing their advantage. Thế mà tinh thần nó không suy giảm à? Rút ra thì nó ăn tên như lấm luôn, bởi vì là cũng tên luôn, truy đuổi anh á. Cứ cho nó ra lo tên luôn con ạ. Khí của nó xuống. Cái cướng của nó đang ở trận đầu này. Dìu rồi. Chém cướng của nó trước. Mày á. Thằng này đứng ra đây để tự sát à? Hả? Ôi, tên nó dội cho vào lưng. Mounted warriors! Forward! Ngu gì mà đánh nhau mày? Ôi, thế mà nó cũng giết được khá nhiều quân. Thằng này ngu đòn. Mưa tên nó dội vào người. Giáo binh. Canh ở tận ngoài này nó vẫn bắn vào được cả. Vãi thế nhỉ? Lì nhỉ? Gần này thằng nó chưa chết à? Chưa chạy à? Địch chết rồi. Ăn chúng nó. Ăn luôn, xông lên. Không để chúng nó chạy. Tàn sát chúng nó cho anh. Dám bỏ nhà ra đánh anh à?
Ôi rồi, một chiến thắng anh dũng. Wow. Tưởng ngon ban được anh à. Chết gần hết. Chết gần hết. Cho nó thăng chức. Hồi gần như đầy quân luôn à? À đây rồi. Tướng này 6 nhá. Tướng này có xảo quyệt 6 mà bây giờ quân đoàn nó cũng kháng băng rồi. Vậy thì không sợ nữa rồi. Thằng này nó sẽ đánh vào đâu của mình tiếp. Đây đi. Chắc cả. Không thấy đâu cả. Nó chỉ có thể vây cái làng này. Vây nhưng không thể đánh. Bọn này làm hỏng hết nhà cửa của anh rồi. Warriors all, none will escape. Còn vài thằng quân à. We take this settlement for the tribe. Bạn này trận này easy quá, có lẽ mình cho thằng này thêm vào ấy. Nó có quân quá. Nó mất thời gian. Trận này easy, cho thằng kia nó ăn tí kinh nghiệm. Đánh auto thì vớ vẩn thật, mất quân nhiều thế. Bắt nó làm chi hầu rồi. Thirsty for battle. Thirsty for battle. Ready for battle. Rồi, thế là mình lại hồi được quân rồi. Making camp. Giáo binh sắc nick mình cũng tuyển được đội này rồi. Warriors all. Wow, thằng này chỉ số thái tử đấy. Nó phải lên là 1. Mạnh lắm. Thái tử của mình chỉ số hình như là ngon nhất luôn. Thích rượu. Thẩm quyền cộng nhiệt huyết. Ôi. À. Một chút rượu chẳng bao giờ hại được ai à? Tăng thẩm quyền và nhiệt huyết. Tự tin tấn công này. Ôi. Tăng thái tử này nó còn mạnh không khác gì tướng huyền thoại luôn. Thế nó mới gọi là thái tử ấy. Ui, nó được cộng rất nhiều thứ. Tăng thêm vào xảo quyệt. Một điểm nữa. Ai là thằng này mà max skill thì cũng được của nó đấy. Thứ này cũng ngon mà nhỉ. Thôi cứ thủ như đấy. Dưng mày đi gây chuyện với tao làm cái gì? A flapping tongue that speaks without wisdom. Dưng gây chuyện với anh. Quân đi khai Tây Germanic. Có Tây La Mã bây giờ, có cả Tây Germanic nữa kìa. 7.000. Vệ sinh của các cái vùng này cũng khá. Lâng cái này để có thêm sàng này. Vệ sinh thấp lắm, không lâng được. Lâng cái này, xong lên cái này. Là... lên xe bắn đá trước chứ nhỉ. Đây. Rồi, chúng ta sẽ lên xe bắn đá bằng được
Mệt đấy. Mình cũng không thích đi kiểm soát quá nhiều đất làm gì. Kiểm soát nhiều đất thì lại chiến tranh lắm, nhiều cái gì đâu. Phát động một cuộc chiến vào đây cũng là một giải pháp tốt. Thôi khỏi. Mình đang muốn hòa bình, bọn này nó lại không chịu hòa bình. Bọn này nó láo, nó thích chết đi. Thôi được, qua lượt đã. Our wise women had looked into the flame and see no good. Mình e là sắp có chiến tranh ở phương Bắc rồi. Sắp có chiến tranh ở phương Bắc. Mình e là như vậy. Nó bỏ giao thương với mình, sau đó bỏ hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau là chuẩn bị có chiến tranh. Trong bất kỳ tình huống nào mình cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Goddess be praised. Ready for battle. Ready for battle. Well met. What do you wish of me? Đông quá nhỉ. Ready for battle. On the move, lads. Your next command. Ready for orders. Chị An một ngày xấu quá. Có thanh niên đấy đứng rồi, tạm thời đứng đây đã, chị An tí đã. Chưa lên chị An được. Trừ phạt chị An ác quá nhỉ. Hai cái tỉnh này, hai tỉnh biên giới có thể là mình sẽ phải tăng quân lên không nhỉ? Cái vùng này lương thực khá tốt, có thể là lương tường thành lên một chút xíu được. The goddess blesses you. How can I help? For the tribe. Come. Có thêm hai con ngựa nữa cho chắc. Thằng này nó không chiến tranh với ai, nó lại giao thương rất nhiều thằng. Thử thuyết phục anh Hung Nô anh chiến tranh với thằng Alaman. We will talk and then we will feast. Hung Nô nó thích đánh ai thì nó đánh. Rất là khó để mà kiểm soát cái anh Hung Nô này. Vùng này sắp có nổi loạn rồi này. Quân đoàn này sẽ được xuống để phòng thủ. Ready for orders.
Ready for battle. Mình e là thằng này sắp đánh nhau mình. Chưa biết thế nào. Đánh nhau thì đánh nhau, sợ gì chúng mày. Ai già, may nó không nhiều cung thủ lắm. Được, mình chưa kịp mua kỵ binh, mà nó rất nhiều kỵ binh. Liên tục chiến tranh, biên giới của chúng ta liên tục bị chiến tranh. Lính bộ binh của nó không nhiều. Có đúng một đội dìu thôi. Chắc ăn được. Cái chính là chúng ta có Testudo thì không sợ lắm. Vừa rẻ vừa hữu dụng. Ô, cái thành này nó hơi khác khác với các cái làng kia. Ô, sao cái thành của mình thì nó lại hack não này. Có hai cổng vào duy nhất. Thành này nó còn hack não hơn là cái thành kia. Thành của mấy anh dợ này được cái hack não. Cổng này thì nó tiến vào đây, nhưng mà chỗ này bị chặn thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian mới tiến vào được. Ba thanh niên này đứng đây đã. Tướng nữa. Mình không có nhiều cung thủ lắm nhỉ. Thôi được. Ăn đây con. Vào từ hướng nào đấy. Thành của mấy anh dợ này khả năng phòng thủ rất là tuyệt. Ôi, dân của mình cứ đi lung nhông này tí nó đập chết mất. The enemy approaches. Testudo kết hợp với pha lằng. Chỗ này thì kỵ binh của mình chắc chắn là về nhì luôn, không thể đánh được. Kỵ binh của Anani là bậc nhất thế giới luôn đấy. Nó toàn Katapak thôi. Đây này, kỵ binh Anani là kỵ binh mà loại 1 của thế giới đấy. Chặn rồi, lối vào bị chặn rồi. Tiến vào, ôi nó đánh trong sương mù nữa. Làm mình khó quan sát. Ủa, đứng từ đây đã bị ăn tên rồi. Thế thì mày chết khá nhiều rồi con. Chạy vào đến nơi thì cũng lo tên. Đây bắn mình à? À,
Nó chạy không qua được lối này, nó chạy vòng. Bên này toàn kỵ binh. The enemy is attacking our general. Kìa. Kệ cho kỵ binh rồi. Nó vả đã. Vào đâu chết đấy thôi mà. Rồi. Tương thủ Germanic đấy. Thợ săn này, chưa lên đến cung phủ à. Chiếm sao cái điểm này được. Tướng của mình đứng ở đây cơ mà. Làm sao nó kéo cờ mình được. Cho kỵ binh vào chưa cần dìu, lúc nào nó cho bộ binh vào mình cho dìu vào. Để xem đội dìu nó đi bên nào á. Úi dồi, dụng như sung. Vào đến nơi chắc chết gần hết. Units have rallied and returned to the battle. Spearmen. Nó sẽ cho bộ binh cận chiến vào phía bên này à? Cho đội dìu ra đây. Để chống dìu của nó. Mình speed của mình không thể chống được dìu đâu. Nhưng mà nó ăn no tên thì nó cũng vào nơi nó chắc nó cũng gần chết. Đội đội đã bỏ chạy. Khá ổn. Phá lối vào à? Phá làm cái gì? Vào được đâu mà phải phá. Tướng cứ đứng đây, không kiểu nó quẩy chết tướng mình thì còn. Bọn này nó quẩy tới đấy. Nguyên độ cung thủ của mình nó đứng trên tường này, nó bắn vào chết cơ số luôn. Tinh thần ngay, bị cung nó bắn nhau rồi. Không vào được đâu. Hết quân chưa? Chưa được. Nó vẫn còn kỵ binh. Kỵ binh của mình không đủ tuổi đấu với kỵ binh của nó đâu. Đội thủ của mình vẫn thấm đòn hết. Cung của nó ăn làm sao được, cung của nó bắn từ dưới bắn lên, mình bắn từ trên bắn xuống. Từ cổ chí kim này, đánh từ trên đánh xuống vẫn là lợi thế. Bắn từ ngoài đi vào thì thấm vào đỡ ăn làm sao được. Ôi dồi, đỡ ngựa vào nó được. Dìu bỏ chạy. Trận này cung của mình làm việc quá kinh khủng luôn. Rồi. Giải quyết lốt nữa. Đạp con hẳn. Con ngựa này chạy ra nơi trong chết. Enemy units have returned to the battle. Fearless warriors. Kill.
xong rồi. Sao đây, giải quyết bọn này cho anh. Ủa, à đúng rồi, nó vừa lém lao được mà. Nó vừa cận chiến, vừa lém lao được. Bọn ngựa này nó ngựa lém lao. Cho mấy rìu này năng động hái xung kích. The tide of battle turns in our favor. Thế trận đã ủng hộ chúng ta. Mày ăn được anh á. Mày tuyển thêm hai đội ngựa nữa thì đẹp. Chết mẹ, đội hình pha lăng của nó. Ôi, mình không tiến ra được đội hình pha lăng này. Tiến sau đây. Vâng rồi, bắn chết cho nó cho anh. Con ngựa mới hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không? Tất cả tiến sau đây. May quá đội giáo của nó bỏ chạy rồi. Đội giáo của nó đã bỏ chạy. Tất cả tiến quân sau đây. Vesturo giết thằng tử nó. Kill. Ôi thằng chó chết này nó giết của mình nhiều phết đấy. Pha lăng ở Atla thì nó cũng không mạnh như pha lăng ở Rome 2. The enemy have rallied their units. Lấy lại tinh thần. Tướng của nó là nó giết thôi. Cho tướng lên gần đấy để ủy lạo tinh thần binh sĩ. Chạy hết rồi. Các vị thần đã ủng hộ chúng ta. Các một chiến thắng anh dũng nữa. Nhưng mà nên có thêm mấy con ngựa đấy tốt hơn. Lùa tốt. May. Ready for battle. We have had friendship. Chắc chắn sắp có chiến tranh với thằng này à? Nó bỏ cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau mình, nó chỉ đánh mình chỉ là vấn đề thời gian ạ. Oh man.
lại có chuyện vui để làm rồi. Oh man. Oh man. Ôi trời mưa, toi rồi, không bắn được đạn lửa. Bắn được à? Nhưng mà nó lại nhanh tắt. Ôi ơi, trận này. Sao thế? For blood and battle, fearless warriors. Căng nhỉ, bây giờ à, từ đó. Melee warriors. Từ đó chứ nhỉ, cục đá phải để ra ngoài là gì? Để vào trong này thì nó vô dụng quá nhỉ. Rồi. Như này nó sẽ hạn chế kỵ binh của đối phương có thể tấn công. Đối với mấy cái cổng này. Ấy, để như này thì không chắn được kỵ binh, phải hướng kia. Đấy, đúng rồi. Đây, cổng này nữa. Ready. Get your shields up. They will bleed for us. Đánh nhau trong một trận trời mưa thế này nữa kìa. Tất cả 6 cỡ bao nhiêu cổng rồi. Chết thật. Get your shields up. Put up the shield wall. Get your shields up. Melee fighters ready. Còn hai cổng nữa. Còn hai cổng. Bọn này mình e là một thằng không đứng được, không trụ được. Còn La Mã này mà đứng một thằng không trụ được. Stand ready. Defensive testudo. Nếu như vậy thì rêu này của mình chưa hồi phục hết à? Đứng ở giữa này. Battle group awaiting your word. Group awaiting. Đứng giữa. Ôi ơi. Vãi chạy ra đây em ơi. Reinforcements. More for us to kill.
Không tiến vào từ hai cổng này. Được cái là nó không có đơn vị chỗ này thì lại có tên đúng không? Mình nghĩ nó có vẻ không ổn lắm rồi. Fearless warriors, ready for battle. What? Phía bên này cũng có thằng lao vào. Nhưng chỉ còn mỗi chỗ này thôi. Vào đây đứng đi. Nó duy nhất có một đội cung. Bắn vào này cho ôi rồi, ủa mẹ, hướng nào cũng có quân địch này. Ra đây lấp đi. Nó thả chó ra phát thì chết hết cái binh của mình ra. Ôi. Cố gắng để nó đuổi được. Tốt rồi. Sẽ bắn đá cái thời đầu này chỉ để công thành thôi. Còn đánh bộ binh vô dụng. Giết mấy thằng cung thủ đó. Còn bọn bộ binh cận chiến của nó thì kỵ binh của nó từ từ sợ. Từ nhá. Cổng nào, cố lên, nó có dìu, không sao, có bọn này hắc chém nó hết. Cố lên, đúng rồi, cho chúng nó biết sức mạnh của thần Godan. Chiến binh Bắc Âu này, chém luôn. Giết thằng tướng nó này. Giải quyết nhanh chiến trường này. Sốc từng đám rồi. À đây đây đây. Giải quyết đám cung thủ của nó. Ôi đội Steel này không chịu được nhiệt à. Hai thằng mà còn không chịu được kiểu. Rồi có lông ba ở đây rồi. Z
gì đấy, lại nổi điên à? Đó là nó sắp mất tinh thần rồi, rút ra đi. À, lùi lại đi em ơi. Để nó điên cuồng chém giết xông ra ngoài chết rồi. Về. Nó điên cuồng chém giết cũng có cái hay nhưng mà cũng có cái nguy hiểm. Rồi điên cuồng chém giết à? Sang đây chém à? Nó đang ném chéo rồi. Rồi tướng nó chết rồi. Thủy binh rút ra. Lùa luôn. Ủa thân mấy thằng lông ba này chạy ra ngoài làm gì? Đây về đi. Đây vào đây, không chết quân mình. Quân tiếp viện nó còn vào không nhỉ? Còn thì không không biết nhưng mà chắc phải cho nó ra đây thêm một đội nữa. Đừng có nổi điên nữa nhá. Về đây đi. Mày nổi điên chết đây. Đôi khi mất kiểm soát cũng mệt lắm. Vào đây đi. Có vẻ như lính gậy nó thủ rắn mà nhỉ. Về đi, về 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 về. Coi chừng bị nó đuổi. Đây đây. Ôi rồi, kỵ binh nó đến. Ôi trời. Bọn này nó thủ chống cung tên cũng tốt mà nhỉ. Lomba. Ra đây đi. Nó tấn công chủ yếu công bên này nữa thôi. Cơ động chiến trường chạy vòng quanh á, ngón thì vào đi. Vào đây đi, cả chết. Thực sự là xe bắn đá của mình vô dụng luôn. Sao lại cháy mất cái khúc tường thành thế này? Canh nó bắn cháy thường thành à? Con tiếp viện của nó vẫn đang tiếp tục vào kìa, đông thế.
sốc. Chết rồi. Thế cái này vẫn rắn nhất này. Ôi ôi, kỵ binh này vẫn nhiều thế nhỉ. Vào đây, khỏi mày đánh nhau này. Quân nó đông lắm. Không còn gì để mất nữa. Xong ra đây. Tồn ra đây, vừa vào đây. Đứng gậy này, thủ châu phết. Rồi, nó toàn chó. Chó chiến của nó. Trận này yên tâm đi, mấy anh Long Ba này anh chiến đánh đến chết chứ không phải chạy à. Chạy rồi. Chạy hết rồi. Nó toàn chó chiến. Rồi, nổi điên được rồi. What the hell. Thôi. Ôi, một chiến thắng. Dám đánh nhau với thái tử của mình. Thái tử của mình mạnh mà. Ta sẽ chọn 3, hồi 30% quân cơ mà. Sao lại đứng trên đất của mình nữa thì hồi nhanh thôi. À, giết hết cái đám này rồi. Nó vẫn còn nhiều quân đấy. Úi giời ơi, định sang đi. Đồ sát anh à. Ok, lại thằng nữa kìa. Lại thêm một thằng nữa dẻo. Ồ. Đánh trận kiểu như này mệt thế. Vấn đề là bây giờ. À chà, thằng hung nô nó đốt phá hết cái vùng như này. Địch đã chết trong trận chiến. Nó lại còn bị tuyết rơi nữa, xem nào. Gần như đầy hết, không sợ. Tàn quân Taliban này. Mấy thằng tàn quân Taliban này. Starting out. Khử hết. Đám tàn quân này khử lốt. Thirsty for battle. Warriors all.
Warriors all! Wipe them out! Quả cần. Giết luôn. Một phát hạ bốn quân đoàn nó luôn rồi. Thái tử tuyệt vời. Hồi quân tiếp. Con này nó hồi quân mạnh lắm. Ai à. Đạn dược. Không quan trọng lắm. Còn cái này đã. Quân đoàn thái tử lên được một cấp nữa. For the tribe. Ready for orders. Thằng này đánh mình. Tướng xảo quyệt cao vãi trưởng luôn nhỉ. Cộng 6 xảo quyệt luôn. Ready for orders. Alaman à. Rút quân về nước đi chứ còn gì nữa. Đấy. Đã thấy mua thêm 2 thằng kỵ binh nữa cho chắc cờ. Hết nhà của anh à? Bọn này láo thật. Đây rồi, xem thêm cái công trình vệ sinh này nữa để cho nó tăng vệ sinh lên. Ô vệ sinh vùng này tốt mà nhỉ? My skills are yours. Trừ nhiều thương thực thế, chưa thật. Nó làm cái gì nó bò ra đất mình này nhỉ? Với cái kiểu nó mò đất mình ấy, mình thấy nó không thân thiện lắm. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.